mạng Internet, BubbleTalk, Facebook và Zoom. Mỗi ngày 2 giờ, giờ mùa hè Việt Nam từ 8 đến 10 giờ tối, Houston 8 đến 10 giờ sáng, New York 9 đến 11 giờ sáng, Cali 6 đến 8 giờ sáng, Paris 3 đến 5 giờ chiều, Sydney 11 giờ tối đến 1 giờ sáng. Còn Meta Thành Minh Anh Nha thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức và thân chào tất cả đạo hữu. Hôm nay Chủ nhật, ngày 1 tháng 8 năm 2021, vật lịch 2565. Giáo trình hôm nay, Thắng Pháp, Pháp Phí Tâm Áp, bài 9, chương 1 tiếp theo, Tâm Siêu Thế Thiện và Quả, Mukuttara Kusana, Nipaka Chitta. Sẽ do Thượng Tòa Từ Siêu, Thượng Bi Hoan Hỷ giảng giải. Giờ đây chúng con thành kính cung thỉnh Thượng Tòa giúp đỡ Từ Bi dùng nhập bài mẫu hôm nay. Nam mô Phật Thầy nhé. Nam mô Phật Thầy nhé. Kính đến lời Chư Tổ Thầy Sư, lời Chư Tôn Đức. Thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta học về tâm siêu thế ở trong lớp Thắng Pháp Abhidhamm. Khi đến tâm siêu thế thì đôi khi chúng ta hiểu lầm đó là một thứ tâm mà không thuộc pháp hữu vi, hay là nằm ngoài hạn cuộc của thế gian. Thật ra thì tâm siêu thế nó vẫn nằm ở trong hữu vi pháp, và tâm siêu thế không phải là niết bàn. Mặc dù tâm siêu thế biết cảnh niết bàn, và chúng ta cũng thể hiểu lầm là tâm siêu thế là tâm của các bậc thánh, các bậc thánh chỉ sai tâm siêu thế. Nhưng mà thật ra thì các bậc thánh, nhất là vị A La Hán, vẫn còn sai những tâm duy tác và những tâm hiệp thế mà chúng ta sẽ nghe giảng. Vậy thì hai chữ tâm siêu thế là tâm đạo và tâm quả đóng vai trò gì? Thì thưa quý vị, vai trò hai chữ tâm này nó không giống như là tâm thiện và tâm quả ở trong tâm hiệp thế. Đó là điều chúng ta sẽ được nghe trong bài giảng ngày hôm nay. Bây giờ mời quý Phật tử đọc cho bài học, và sau đó thì chúng ta sẽ cùng thỉnh Chư Tổ Từ Siêu để giảng giải rộng rãi ý nghĩa của bài học này. Nhà sư tu thân thay, chúng con thành kính tri ân Thượng Tọa Giáo Đẳng. Bài học hôm nay, giáo trình Thắng Pháp, bài 9, chương 1 tiếp theo, Tâm Siêu Thế Thiện và Quả, Mukuttara Kusala Vipaka Chitta. Tâm siêu thế chỉ có hai giống tâm, cha tí là tâm thiện Kusala Chitta và tâm quả Vipaka Chitta. Tâm thiện siêu thế chính là tâm đạo Vipaka Chitta. Có bốn thứ. Một, tâm đạo dự lưu Sotapatti Magga Chitta. Hai, tâm đạo nhất lai Sakadaga Mi Magga Chitta. Ba, tâm đạo bất lai Anagami Magga Chitta. Bốn, tâm đạo ứng cúng Arahatta Magga Chitta. Nếu phân theo thiền chứng thì tâm thiện siêu thế có 20 thứ. Một, tâm sơ đạo sơ thiền Paramaccha Chana Vathana Magga Chittam. Hai, tâm sơ đạo nhị thiền
Uthiya Chana Vathama Magga Chittang. 3. Tâm cho đạo tam thiền Uthichap Chana Vathama Magga Tăng. 4. Tâm cho đạo tứ thiền Chatuthach Chana Vathama Magga Chittang. 5. Tâm cho đạo ngũ thiền Panchama Chana Vathama Magga Chittang. 6. Tâm nhị đạo sơ thiền Vathama Chana Duthiya Duthiya Magga Chittang. 7. Tâm nhị đạo nhị thiền Duthichap Chana Duthiya Magga Chittang. 8. Tâm nhị đạo tam thiền Duthiya Chana Duthiya Magga Chittang. 9. Tâm nhị đạo tứ thiền Chatuthach Chana Duthiya Magga Chittang. 10. Tâm nhị đạo ngũ thiền Panchama Chana Duthiya Magga Chittang. 11. Tâm tâm đạo sơ thiền Vathama Chana Duthiya Magga Chittang. Mười hai tâm tâm đạo nhị thiền Duthiya Chana Duthiya Magga Chittang. 13. Tâm tâm đạo tam thiền Duthiya Chana Duthiya Magga Chittang. 14. Tâm tâm đạo tứ thiền Chatuthach Chana Duthiya Magga Chittang. 15. Tâm tâm đạo ngũ thiền Panchama Chana Duthiya Magga Chittang. 16. Tâm tứ đạo sơ thiền Vathama Chana Chatuthach Magga Chittang. 17. Tâm tứ đạo nhị thiền Duthiya Chana Chatuthach Magga Chittang. 18. Tâm tứ đạo tam thiền Duthiya Chana Chatuthach Magga Chittang. 19. Tâm tứ đạo tứ thiền Chatuthach Chana Chatuthach Magga Chittang. 20. Tâm tứ đạo ngũ thiền Panchama Chana Chatuthach Magga Chittang. Như vậy, tâm thiền siêu thế có 4 hoặc 20 thứ tâm, nói hẹp có 4, nói rộng có 20. Giải thích: tâm đạo là tâm thiện siêu thế, bởi tâm được trợ sanh tâm quả. Balachitta, bằng mãnh lực dị thời nghiệp duyên. Nanak Kanika Khamma Pacha Chena, gọi là tâm đạo Magachitta. Vì là tâm có bác chi đạo, Magganga, tương ưng, tức chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh bản, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Tâm đạo hay thiện siêu thế là tuệ đoạn trừ. Khai về nhà năng, phiền não, liệu ngộ niết bàn. Tâm đạo được chứng đắc do nhờ công phu tu tập thiền quán hay hành thiền minh sát. Vipassana Phavana. Khi tâm đạo thứ nhất sanh khởi, vị ấy đã là bậc thánh Ariya, không còn là phàm nhân. Uthuchana nữa, tâm đạo thứ nhất gọi là sơ đạo Vathama Magga, tức là đạo dự luôn Sotapatti Magga. Tâm đạo thứ hai gọi là nhị đạo Duthiya Magga, tức là đạo nhất lai Sakadagami Magga. Tâm thứ ba gọi là tâm đạo Tadiya Magga, tức là đạo bức lai Adagami Magga. Tâm đạo thứ tư gọi là tứ đạo Chatuthach Magga, tức là đạo ứng cúng.
Arahata Magga. Tâm sơ đạo tuyệt trừ ba kiếp sử, thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ và đoạn diệt chúng sanh đọa xứ. Gọi sơ đạo là đạo dự luôn, vì đắc chứng đạo này rồi là đã đi vào thánh luôn. Arigatote apaccha chattiti sotapati. Tâm nhị đạo làm suy yếu hai kiếp sử, dục ái và phẫn nộ, đoạn chủng dục hữu ái, sanh nhiều lần, nghĩa là chỉ sanh lại cõi dục một lần nữa thì niết bàn, nên gọi tâm nhị đạo là đạo nhất lai. Tâm tâm đạo tuyệt trừ hẳn hai kiếp sử, dục ái và phẫn nộ, đoạn diệt chủng tái sanh cõi dục, không còn trở lại cõi dục này nữa, mà hóa sanh cõi sắc giới rồi niết bàn tại đấy, nên gọi là tâm tam đạo, là đạo bất lai. Tâm tứ đạo tuyệt trừ năm thượng phần kiếp sử: sắc ái, vô sắc ái, mạng, phóng dật và vô minh, tuyệt chủng luân hồi, xứng đáng được nhân thiên cúng dường, nên gọi tâm tứ đạo là đạo ứng. Danh từ Arahata có nhiều ý nghĩa, ứng cúng là một trong những ý nghĩa đó. Gọi đạo là tri kiến tịnh, Nana Dasana Visuddhi. Tịnh pháp thứ năm trong năm tịnh pháp tuệ minh sát. Tâm đạo, nếu nói theo tiến trình sát trừ phiền não thì có 4 thứ. Mới nói tâm thiện 21 thứ là 17 tâm thiện hiệp thế và 4 tâm thiện siêu thế. Tâm đạo, nếu nói theo thiền chi mà hành giả đã chứng thiền trước khi đắc đạo thì có 20 thứ như sơ đạo sơ thiền, năm chi thiền, sơ đạo nhị thiền, 4 chi thiền, vân vân. Do vậy, nói thêm thiền có 37 thứ là 17 tâm thiện hiệp thế và 20 tâm thiện siêu thế. Tâm quả siêu thế là hiệu ứng của tâm thiện siêu thế, vì là giống quả Vipaka Chati nên được gọi là quả siêu thế Lukuttara Vipaka. Nhưng quả siêu thế không giống như quả hiệp thế. Quả siêu thế không phải được thành tựu do nghiệp bị tác động bởi ái tăng hàng. Quả siêu thế có chức năng động lực Chavana giống như thiền siêu thế. Cả hai điều này khác với quả hiệp thế. Vì vậy, tâm quả siêu thế được gọi với danh từ đặc biệt là Kalachitta. Trong tiếng Việt, hai từ Vipaka và Phala đều dịch là quả. Tâm quả siêu thế có 4 thứ. 1. Tâm quả dự luôn Sotapatti Phalachitta. 2. Tâm quả nhất lai Sakadagami Phalachitta. 3. Tâm quả bất lai Anagami Phalachitta. 4. Tâm quả ứng cúng Arahata Phalachitta. Tâm quả siêu thế kể theo tâm đạo hữu thiền thì có 20 thứ. 1. Tâm chứa quả sơ thiền Palamachana Palamachitta. 2. Tâm sơ quả nhị thiền Vidyachana Palamachitta. 3. Tâm sơ quả tam thiền Vidyachana Palamachitta. 4. Tâm sơ quả tứ thiền Chatuttachana Palamachitta. 5. Tâm sơ quả ngũ thiền Panchamacchana Padma Phalachitta. 6. Tâm nhị quả sơ thiền Padmacchana Duttika Phalachitta. 7. Tâm nhị quả nhị thiền Duttiyapchana Duttika Phalachitta. 8. Tâm nhị quả tam thiền Tadiyapchana Duttika Phalachitta.
9. Tâm nhiệt quả tứ thiền Chatuttachana Yutiga Phalachittang. 10. Tâm nhiệt quả ngũ thiền Panchamachana Yutiga Phalachittang. 11. Tâm tâm quả sơ thiền Patamachana Tatiga Phalachittang. 11. Tâm tâm quả nhị thiền Buddhiyachana Tatiga Phalachittang. 13. Tâm tâm quả tam thiền Tatiyachana Tatiga Phalachittang. 14. Tâm tâm quả tứ thiền Chatuttachana Tatiya Phalachittang. 15. Tâm tâm quả ngũ thiền Panchamachana Tatiga Phalachittang. 16. Tâm tứ quả sơ thiền Patamachana Chatuttha Phalachittang. 17. Tâm tứ quả nhị thiền Buddhiyachana Chatuttha Phalachittang. 18. Tâm tứ quả tam thiền Tatiyachana Chatuttha Phalachittang. 19. Tâm tứ quả tứ thiền Chatuttachana Chatuttha Phalachittang. 20. Tâm tứ quả ngũ thiền Panchamachana Chatuttha Phalachittang. Giải thích: trong thiền minh sát, quả siêu thế là tuệ thứ 15, gọi là quả Pala Jnana. Quả tuệ này khởi lên tiếp nối đạo tuệ. Tuệ thứ 14, sắc na tâm đạo trở sắc na tâm quả Pala Chitta bằng vô gián duyên. Đạo này phát sanh quả nấy. Tâm quả phát sanh từ tâm đạo dự lưu, gọi là tâm quả dự lưu. Phát sanh từ tâm đạo nhất lai, gọi là tâm quả nhất lai. Phát sanh từ tâm đạo bất lai, gọi là tâm quả bất lai. Phát sanh từ tâm đạo ứng cúng, gọi là tâm quả ứng cúng. Do phát sanh từ sơ đạo sơ thiền, nên gọi là sơ quả sơ thiền. Do phát sanh từ sơ đạo nhị thiền, nên gọi là sơ quả nhị thiền, vân vân. Quả siêu thế thuộc về tri kiến tịnh. Nana Dasana Visuddhi. Trong bảy tịnh pháp, tuệ quả siêu thế là vô sanh trí Anuppade Nanang. Tuệ đạo thì sắc trừ thiền phiền não, tuệ quả thì lắng yên phiền não, không tái phát phiền não đã được sắc trừ. Đạo quả dự lưu Sotapatti, đọc âm là Tu Đà Hồn. Đạo quả nhất lai Sadaga Dagami, đọc âm là Tu Đà Hàm. Đạo quả bất lai Anami, đọc âm là Anaham. Đạo quả ứng cúng Arahatta, đọc âm là Arahan. Tóm tắt: bốn hoặc mươi 20 tâm thiền siêu thế và bốn hoặc 20 tâm quả siêu thế, gọi chung là 8 hoặc 40 tâm siêu thế, 81 tâm hiệp thế, và 8 hoặc 40 tâm siêu thế gom lại là 89 hoặc 121 tâm. Biên soạn giáo trình tỳ kheo tuệ siêu. Và giờ đây chúng con thành kính hành lễ và cung thỉnh thượng tọa tỳ siêu từ bi giảng dạy bài học hôm nay. Nam mô Phật Thầy ạ. Giờ chúng con chưa nghe được kính hiệu âm thanh của thượng tọa tuệ siêu ạ. Một lần nữa chúng con thành kính cung thỉnh thượng tọa tuệ siêu từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Giờ không biết thượng tọa có
Nghe con nói rõ không ạ? Chúng con chưa thấy thượng tọa cầm mít ạ. Xin quý vị hoan nghỉ chờ trong giây lát, có lẽ là thượng tọa đang gặp người chưa được. Và một lần nữa chúng con kính cung thỉnh thượng tọa từ siêu từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Dạ, con không biết là thượng tọa từ siêu có nghe được âm thanh của chúng con hay không. Chúng con kính cung thỉnh thượng tọa giác đẳng biểu quyết cho chương trình ạ. Nam mô Bụt Thầy Giảng. Dạ, dạ thưa thầy tu sĩ. Dạ. Anh Nam Thu Ra Tăng Tây Gia Sa. Kính đại lễ Tam Bảo Đức Phật Giáo Pháp và Tăng Chúng. Kính chào Chư Tôn Đức và thân chào tất cả quý tôn nữ quý Phật tử. Hôm nay chúng ta học qua Thắng Pháp. Tiếp theo với chương 1 là nói về tâm sự thế, tâm thiện sự thế. Trước đây trong cái phần mở đầu, chúng ta đã đề cập đến ý nghĩa về tâm sự thế. Cái tâm siêu thế được gọi như vậy bởi vì đối tượng của tâm này là pháp siêu thế Niết Bàn. Niết Bàn được gọi là pháp siêu thế hay là Lokuttara Dhamma. Là Niết Bàn nó là ngoại quẩn cho nên tâm mà chuyên biết cảnh Niết Bàn thì được gọi là tâm siêu thế. Chữ Lokuttara gồm có hai chữ là chữ Loka và chữ Uttara. Trong khi đó thì 81 tâm và chúng ta học vừa qua 54 tâm kiếp giới và 27 tâm đấu đại thì gọi là Lokiya Chitta, tức là tâm hiện thế, là tâm nó biết cảnh liên quan đến đời, tức là liên quan đến ngũ quẩn
Thì tâm siêu thế nó có hai loại tâm, nó có hai thứ tâm mà phân theo tính trà tí hay là giống. Ở đây cũng nhắc lại tâm mà thuộc lĩnh vực dục giới, nó có bốn giống. Giống tâm tức là giống bất thiện, giống thiện, giống quả, giống tốt. Còn tâm lĩnh vực sắc giới thì nó chỉ có ba giống, tức là giống thiện, giống quả, giống tốt. Tâm vô sắc giới cũng có ba giống, giống thiện, giống quả, giống tốt. Riêng về tâm siêu thế thì chỉ có hai giống tâm là giống thiện và giống quả mà thôi. Như vậy chỉ có cái tâm dục giới mới có giống tâm bất thiện. Còn ba cái lĩnh vực kia, tức là sắc giới, vô sắc giới và siêu thế, thì không có giống tâm bất thiện. Mặt khác, gọi là giống tâm tố, là những tâm xử lý cảnh của vị A-la-hán. Vị A-la-hán sau khi đã đoạn tận phiền não thì hoạt thức trong đời sống bình dân của Ngài những hoạt thức ấy gọi là tâm tố kiriya chitta, chứ không phải là tâm thiện và càng không phải là tâm bất thiện. Nhưng mà chúng ta sẽ hỏi rằng vậy tại sao tâm siêu thế không có tâm tốt? Thì thưa quý vị, vì tâm siêu thế là cái tâm đặc biệt, tâm đó không có diễn hoạt xử lý cảnh bình thường được. Tâm này chỉ có hai cái chức năng. Một là khai về gia năng, tức là sát trừ phiền não. Và hai là anuppadi gia năng, tức là tĩnh lặng phiền não không còn sinh khởi, không cho phiền não sinh khởi. Đối với cách khác thì tâm siêu thế nó chỉ có hai cái vai trò gọi chung là trừng đạt tri
gọi là Pahana Parinya. Với một từ đặc tri ở đây, nó có hai cái tính cách. Uccheda Pahana là trừ phiền não bằng cách là cắt đoạn, chặt đứt, gọi là Uccheda. Còn thứ hai, Sambasattha, Sambasattha Pahana là trừ phiền não bằng cái sự tịnh chỉ hay là vắng lặng, mất đi một cái là xác trừ, còn cái là mất đi. Thì như vậy xác trừ phiền não là cái chức năng của tâm đạo hay là tâm thiện siêu thế. Còn mất đi phiền não là cái chức năng của cái tâm quả siêu thế mà chúng ta sẽ học tuần tự. Khi mà chúng ta nói đến cái tâm siêu thế, chúng ta nhận xét ý nghĩa chung chung như vậy đó, là chúng ta đã hiểu được một phần về tâm siêu thế rồi. Chúng ta đừng thấy nhiều quá. Tức là cái chi pháp nó chỉ tới 4 hoặc 20 cái tâm đạo, 4 hoặc 20 tâm quả. Khi nãy MC đọc bài thì đọc hết tên của 20 tâm đạo và 20 tâm quả siêu thế. Chúng ta nghe nhiều như vậy, chúng ta nghĩ rằng là sao học một buổi học mà học nhiều quá như vậy, làm sao có thể nhớ hết, làm sao có thể tiếp thu. Thì chúng tôi xin thưa quý bạn là nếu mà chúng ta có duyên để học thắng pháp và chúng ta có trí tuệ để chúng ta tiếp thu thì đừng nói là 2 giờ đồng hồ, chúng ta chỉ cần 1 giờ hoặc là nửa giờ đồng hồ là chúng ta đã tiếp thu hết về ý nghĩa của cái tâm siêu thế đạo quả. Bởi vì chúng ta nắm cái yếu lý, chúng ta nắm cái yếu lý thôi. Thì cái yếu lý ở đây là khi đề cập đến thiện siêu thế là tâm đạo thì như chúng tôi trình bày quý vị, tâm đạo tức là xác trừ phiền não, còn tâm quả tức là cái sự thanh tịnh phiền não.
được ví dụ giống như một người mà họ cầm, một tay cầm cái phản, còn một tay cầm cái cù nèo. Khi mà cái tay phải cầm cái phản chém xuống, cỏ ngã rạp, thì cái tay trái cầm cái cù nèo có cái móc, móc vẹt qua một bên, vẹt trống cái lối, cái lối cỏ bị chém đó đi, nó làm cho thông thoáng. Thì cái ví dụ này tôi nói rằng là cái trí tuệ ở trong tâm đạo như là cái phản, chém xuống cỏ, cái phản đó là cái lưỡi dao dài mà không phải là cái cán thẳng, mà cái cán của nó là nó nằm theo cái góc vuông 90 độ. Đây là một cái công cụ để người nông dân người ta dùng để phát cỏ. Xưa kia ở dưới miền quê miền Tây Nam Bộ thì dùng cái công cụ này mà người ta làm sạch cỏ ruộng. Và cỏ ở đây ví dụ như phiền não, thì khi mà đã khát cỏ, nếu như không có cầm theo cái cụ nèo là cái dụng cụ thứ hai đó, thì vậy khát cỏ xong nó ngã rạp xuống, nó làm cho bít cái lối, chúng ta sẽ không thấy cái gốc cỏ ở phía trước để mà chúng ta tiếp tục chặt đứt nữa, cho nên phải dẹt qua một bên. Chỗ mà đã phát cỏ rồi phải dẹt qua một, dẹt cỏ qua một bên chỗ đó để cho nó trống, cho nó thoáng, chúng ta mới thấy được cái gốc cỏ, những cái gốc cỏ phía trước. Thì như vậy hai cái công việc, hai cái tác dụng của hai cái dụng cụ này được ví dụ giống như là tuệ đạo tuệ quả. Rồi bây giờ khi mà chúng ta đã nói một cái tổng quát như vậy đó, thì bây giờ chúng ta mới chia trẻ. Thì tâm đạo được gọi là tâm thiện siêu thế Lokottara Kusala Citta, bởi vì cái chức năng của cái tâm đạo đó sau khi sát trừ phiền não rồi, sau khi sát trừ phiền não rồi, nó còn có một cái chức năng khác là nó thành tựu quả, thành tựu quả. Vì do là nhân làm cho phát sinh quả, nhân tốt phát sinh quả tốt, thì như vậy gọi tâm đạo là tâm thiện sự thế, gọi là tâm thiện sự thế. Nhưng ở đây chúng ta cũng cần phải hiểu rằng
tâm đạo là thiện, là pháp nhân tốt. Ở đây đó, nó thuộc về Nijanikathama, tức là pháp dẫn xuất luân hồi, chứ không phải là Pariyapanna, tức là pháp liên quan luân hồi. Thiện mà thiện hiệp thế, như thì dục giới, thì sắc giới, thì vô sắc giới, thì thiện đó là Pariyapanna Thamma, tức là cái pháp mà liên quan luân hồi. Cái này Nijanikathama, tức là thiện này, này dẫn xuất luân hồi. Và do vậy, quả mà được thành tựu bởi cái thiện xưa thế đó, quả đó nó cũng khác với cái quả hiệp thế. Cái quả hiệp thế được thành tựu do thiện nghiệp, do chúng ta không có nói đến bất thiện. Bởi vì ở trong cái lĩnh vực này là chúng ta đang nói về những cái tâm tịnh hảo, cho nên bỏ bất thiện qua một bên đi, chúng ta nói để so sánh giữa thiện hiệp thế và thiện siêu thế thôi. Thì cái thiện siêu thế đó, cái thiện hiệp thế đó được tác tạo, nó có liên quan đến cái phiền não luân hồi, tức là vô minh vã, vô minh duy cho phúc hành, bất đồng hành. Còn ái đó duyên cho thủ, ái thủ duyên cho thiện nghiệp hữu, rồi mới tạo ra cái quả luân hồi, tức là hành duyên cho thức, trên sắc lục nhập xúc thọ. Rồi nghiệp hữu đó nó duyên cho sanh lão tử, sanh già chết sầu nguyên vũ não. Cho nên cái nhân luân hồi với cái quả luân hồi đó là một chuyện khác. Còn cái nhân quả ở trong tâm siêu thế thì nó vượt ngoài cái sự luân hồi, không có dính dấp gì đến cái chuyện luân hồi cả. Cho nên mặc dù gọi là Lokottara Kusala, nhưng mà chúng ta phải hiểu cái nhân thiện đó đó, nó khác với thiện hiện thế, vì nó không có bị thôi thúc bởi vô minh và phiền não, vô minh và ái. Còn cái quả luân hồi gì thì nó được thành tựu bởi do nghiệp hữu, bởi do nghiệp hữu bởi ái đậm làm nền. Còn trong khi đó thì cái quả siêu thế đó, thì nó được thành tựu là do cái sự hiệu ứng của nhân mà thôi. Do hiệu ứng của nhân đó, nó thành tựu quả. Vì vậy cho nên cái quả siêu thế dùng cái từ gọi là phá lá, chứ không dùng cái từ quý ba cá để mà nói. Xài cái chữ quý ba cá là trong trường hợp khi mà phân loại bốn quả ở trong Thamas Sankani, thì khi mà phân loại thì có Kama Pachara quý ba cá chích tá quả dục giới, rồi Rupa Vachara Vipaka Chitta quả sắc giới, Arupa Vachara Vipaka Chitta là tâm quả của sắc giới, Lokottara Vipaka
tám quả sự thế. Thì khi mà đi ngang qua tâm chia theo bốn cái phủ mí, bốn cái lĩnh vực thì mới dùng cái từ gọi là nghi bà cá. Còn ở đây đặc biệt, trong cái điểm đặc biệt khi mà nói đến cái quả sự thế thì dùng cái từ phá lát. Thì ở đây thưa quý vị, đạo quả sự thế là hai thứ tuệ mà thuộc về tri kiến thanh tịnh, Patipada Visuddhi, không gọi là Jnana Dasana, Jnana Dasana Visuddhi, gọi là tri kiến thanh tịnh. Thì ở đây đó, khi một người mà tu tập, một người mà tu hành, làm các cái thiện pháp, các cái thiện phước như là bố thí, trì giới, tu tiến cung kính phục vụ tính pháp thuyết pháp, hồi hướng phước thiện phước, rồi có tính kiến, thì cái đó là gọi là thiện dục giới. Thiện dục giới nó sẽ đưa đến quả dục giới để tái sinh cõi người cõi trời hưởng lạc chư thiên lạc nhân loại. Nhưng mà ngay cái chỗ mà tu tiến cái thiện pháp thứ ba đó, cái tu tiến Phavana này nó gồm có Samatha Phavana, tức là tu tiến chỉ tịnh, là tu tiến với cái niệm thiền, thiền chỉ thuần thục sẽ chứng được cái tâm thiện sắc giới, thiện vô sắc giới, và sẽ sinh ra cái quả sắc giới, quả vô sắc giới để tái sinh về cõi phạm thiên. Hay là cái thiền chứng sắc giới, vô sắc giới nó có cái năng lực siêu nhiên đưa đến định, đưa đến sự nhập định và thần thông mà chúng ta đã học qua rồi đấy. Còn cái tu tiến thứ hai đó gọi là Vipassana Phavana, tức là dùng cái tâm thiện dục giới mà mình tu thiền quán. Tu thiền quán ở đây tức là tu dựa trên cái đề mục thân quán niệm xứ, hậu quán niệm xứ, tâm quán niệm xứ, pháp và niệm xứ, chiếu kiến ngũ quẩn là vô thường, khổ và vô ngã. Để rồi khi mà thuần thục, vị đó sẽ chứng đạt được cái tuệ đạo mắt cái nhà ná và tuệ quả phải là nhà ná. Chứng đạt được tuệ đạo là cắt trừ những cái phiền não. Còn chứng được cái tuệ quả là thanh tịnh phiền não, là trong sạch phiền não. Thì như vậy đạo quả siêu thế là thành quả do công phu tu tập thiền quán. Còn thiền định sắc giới, vụ sắc giới là do công phu tu tập. Thiền chỉ
chúng ta nhớ hai cái đó, thì nó bắt nguồn từ chỗ khởi đầu là dùng cái tâm thiện dục giới hay là tâm đại thiện làm nền tảng. Cũng giống như khi mà chúng ta xây dựng cái gì, chúng ta cũng phải dựa trên cái nền đất, rồi chúng ta lên bao nhiêu tầng, cái building của chúng ta bao nhiêu tầng cũng được, nhưng phải dựa trên mặt đất, từ đó mà đi lên. Cũng như dựa trên cái nền tảng của tâm thiện dục giới mà tu tập tạo phước, tạo thiện, thiện chỉ hay thiện quán. Sở dĩ mà chúng ta nói cho hơi dài giọng chút xíu để các Phật tử chúng ta khi mà học thánh pháp, chúng ta đừng cảm thấy rằng là phải nhớ những con số nó khô khan và nó không có ích lợi. Cái chuyện mà có ích lợi không ích lợi về những con số bao nhiêu tâm sở, thì cái trường hợp đó đến lúc này là cái lúc mà quý vị chưa phải thâm nhập đâu. Mà quý vị cần phải thâm nhập cái ý nghĩa trước cái đó. Thì cái ý nghĩa đó chúng tôi đã trình bày như vậy đó, là chúng ta đã nắm bắt được cái ý nghĩa của tâm sự thế. Bây giờ chúng ta cứ chọn đường mà đi. Ai mà thích cõi người cõi trời đó, hay là muốn sanh số địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, ngạ quỷ, nếu mà thích sanh về bốn cõi ác đạo, thì chúng ta cứ dùng cái tâm bất thiện đó để mà thân tạo ra thân nghiệp sát sanh được, tà dâm, khẩu nghiệp, nói dối, nó độc thọc, nó độc ác, nó quýt, ý nghiệp tham ác, sân ác, tà kiến ác, thì như vậy là chúng ta sẽ sanh bốn cõi ác đạo. Nếu chúng ta thích cõi trời, cõi người, dục giới, thì chúng ta cứ làm thiện như là bố thí, trì giới. Chúng ta tu tiến bằng cách là chúng ta niệm Phật, hay là niệm Pháp, niệm Tăng, niệm giới, niệm thí, niệm chư thiên, vân vân. Rồi cung kính phục vụ tính Pháp, thuyết Pháp, hoặc phước tỷ phước. Cái chánh kiến là chúng ta sẽ sanh về cõi trời, dục giới và cõi nhân loại. Còn nếu mà mình thích sanh về cõi phạm thi sắc giới, thì mình tu tiến thiện chỉ đắc thiện sắc, sắc giới, thì nó sẽ tạo ra cái quả tục sinh ở cõi phạm thi sắc giới. Còn nếu mà tu tập thiện chỉ mà đề mục của sắc, chứng được cái thiền vô sắc, thì sanh về cõi phạm thiên vô sắc. Còn người mà sợ luân hồi trong tam giới, luân hồi cõi dục giới, cõi sắc giới, cõi vô sắc giới, sợ luân hồi như vậy, thì tu tập thiền quán vipassana để chúng ta phá vỡ được màn vô minh, triệt tiêu phiền não là nhân luân hồi đó. Chúng ta triệt tiêu được hết phiền não, đoạn diệt được vô minh và ái, thì lúc bây giờ sau khi chứng được đạo quả siêu thế, thì mình sẽ kết thúc sanh tử luân hồi. Nhưng mà nếu chỉ mới có chứng đạo quả tu đầu quần, Sotapatti Magga và Sotapatti Phala, thì mình chỉ dẹp trừ được ba cái kiết sử sằng vô chánh á
là thân kiến và nghi giới cấm thủ. Mình đã dẹp trừ được ba cái sự đó, tuyệt trừ được ba cái sự đó rồi đó, thì tự nhiên là phá vỡ được cái chủng chủng tử sanh đọa. Chủng tử là pi chát, là hạt giống. Sanh đọa tức là quý đi bà tá, tức là phá vỡ cái chủng tử và tái sanh ở cõi địa ngục ngạ quỷ súc sanh ở tu la. Bây giờ nếu mà có còn luân hồi đó thì chỉ luân hồi nội trong vòng 7 lần 7 kiếp sống nữa thôi. 7 kiếp sống là cái thời hạn chót, chứ cái bậc tu đồ quần đó thì có cái hạn gọi là cô lăng cô lô, cô lăng cô lô hay là cô lăng cô lá, tức là gia gia, tức là vị tu đồ quần này không cần đợi đến 7 kiếp, mà chỉ cần 1, 2, 3, 4, 5, 6 kiếp nữa thôi là bất cứ lúc nào cũng có thể chứng được quả quả vị cao hơn và chứng a la hán viên tịnh niết bàn. Nhưng mà cũng có những vị tu đà quần gọi là e ca phi chi, tức là nhất chủng sanh, tức là chỉ cần sanh lại một lần nữa, sanh lại trong một lần nữa, còn có một, nghĩa là cái chủng tử tái sanh chỉ một lần nữa thôi. Thì như vậy đối với vị tu đồ quần là cũng đã rút ngắn cái sanh tử luân hồi rồi, thưa quý vị, bảo đảm. Ở trong cái bài kệ Pháp Cú của Đức Phật là dạy rằng Tha cha ra cái tô ra tí đi khăn san tát sa yo tình năng đi cô ba la năng san sa ro sắp tham măng à vui cha này tăng. Đêm dài cho kẻ thức, đường dài cho kẻ mệt, luân hồi dài cho kẻ ngu không hiểu chân diệu pháp. Người mà bị mất ngủ thức đêm trằn trọc, họ cảm thấy đêm dài. Người mà mệt mỏi đúng sức thì một cái đoạn đường thường ngày thì họ đi họ không thấy là xa, nhưng mà bây giờ khi mệt mỏi đuối sức thì họ cảm thấy đường còn xa quá. Từ đây đi đến nhà của họ đi không có bao lâu, bình thường không bao lâu, nhưng mà bây giờ vì mệt mỏi cho nên thấy đường xa. Nhưng mà Đức Phật ngài nói hơn nữa là đối với chúng sanh mà ngu si thiểu trí trong đời, khi mà chưa cái chứng được đạo quả đó thì cái cuộc luân hồi của họ xa xôi dịu dợi, luân hồi dài, không có biết đến cái lúc nào kết thúc. Nhưng nếu đối với các bậc, dầu cho cái bậc thánh thấp nhất là bậc đạo quả tu đồ quần, được gọi là vị đã chứng nghiệm được cái chân lý, đã dẹp trừ ba kiếp sử phiền não rồi, thì vì đó là rút ngắn luân hồi đến mức độ mà nghĩa là chỉ còn tối đa là 7 kiếp, và có thể ngắn hơn nữa là 6 kiếp, 5 kiếp, 3 kiếp, 2 kiếp, có thể là 1 kiếp, hay là ngay trong đời sống này hôm nay chứng được đạo quả tu đà quần, mai mốt là chứng A-la-hán rồi. Giống như là du sĩ Upatissá, cô Ly Tá, sau khi nghe cái bài kệ của tôn giả A-sa-chí, hai vị du sĩ đó chứng được đạo quả tu đà quần, dẫn nhau, rủ nhau đi xuất gia vào trong giáo pháp, là một vị tỳ kheo. 7 ngày sau khi xuất gia thì cô Ly Tá tức là Mốc Ca La Ná chứng quả là hạn. 14 ngày sau thì tôn giả
Upatissa tức là ngài Sariputta sẽ lợi Phật chính A La Hán. Thì như rút ngắn chỉ còn có 7 ngày hoặc là 15 ngày là chấm dứt sanh tử luân hồi, chứ đâu có nhiều đợi nhiều thứ gì. Đó là nói về cái đạo quả thứ nhất là bậc tu đầu quần. Cũng nói thêm cái chữ tu đầu quần đó, là độc âm của cái chữ Sotapatti. Thật ra thì độc âm chỉ có hai chữ là chữ Sota là tu đà thôi, còn chữ Apatti là quần, là trở lại. Người ta âm thì dịch cái nghĩa chữ Sotapatti đó, chữ Sota là Ariya Sota là cái dòng thánh, hay là gọi là thánh lưu, dòng chảy của thánh. Chữ Apatti là nhập vào hay dự vào, cho nên chúng ta gọi là Sotapatti là dự lưu hay nhập lưu, mà đọc âm là tu đồ quần. Mà vì là đạo quả thứ nhất cho nên chúng ta gọi là Pathama Magga hay là Pathama Phala, tức là sơ đạo, sơ quả. Thì đã nói về cái đạo quả thứ nhất, bây giờ nói về cái đạo quả thứ hai đó, gọi là nhị đạo nhị quả, tuần tự sau khi chứng đắc được đạo quả tu đà quần. Nếu vị đó có duyên lành thì chứng cao hơn nữa là đạo quả tư đà hàm. Tư đà hàm đạo tư đà hàm quả, chữ tư đà hàm cũng phiên âm từ cái chữ sakkada kamit độc âm, nhưng mà chữ sakkada kamit là sắc kinh hay là sắc căng là một lần, và chữ agami là trở lại, agami là trở lại. Sakada kemi cái chữ đá, chữ d được xen vào ở trong này gọi là đá alova, tức là cái lối xen chữ, cái chữ sắc cá, cái chữ sắc căng được đổi bằng cái chữ sakka, sakka đá. Thì tại sao gọi là bậc nhất lai? Vì rằng đạt đến cái đạo quả này, đạo quả thứ hai này, thì đã làm cho suy yếu dục ái và phẫn nộ, chúng ta thường gọi là dục ái và sân, nhưng mà tiếng sân xài chữ để chúng ta gọi nhanh, chứ còn chữ sân mà chúng ta xài cho cái chữ có thứ khác thì cũng chưa đúng lắm. Thưa quý chữ sân ở đây chúng ta hiểu lầm chữ đô sát, chúng ta chữ có thứ khác có nghĩa là sân hận hay là phẫn nộ.
đối với vị tu đầu quần thì còn có chủ ái, còn có vợ có chồng, còn hưởng thụ sắc đẹp, sắc thinh hương vị xúc, rồi cũng có những lúc bực bội nóng nảy sân giận. Mặc dù cái dục ái và sân của cái vị tu đầu quần á, nó không có đủ cái khả năng, nó không có đủ cái mãnh lực để làm các ác nghiệp như hạng phàm phu chúng ta, nhưng mà cũng còn thô. Cho đến đắc quả Tư Đà Hàm đó, thì dục ái và sân này nó đã suy giảm, chỉ còn có một cái sự biểu hiện qua cử chỉ. Qua tâm mà thôi. Vị Tư Đà Hàm thì nói đến dục ái, tâm vẫn còn có cái sự ưa thích về sắc, thinh hương, vị xúc, nhưng mà gọi là để hưởng thụ như tu đầu quần thì không có, bị đã suy yếu, là suy yếu, nó chỉ thoát qua trong tâm, theo ở trong bộ Patisamphida Magga, tức là vô ngại giải đạo hay là đạt thông đạo, thì cái dục ái và sân được giảm nhẹ từ cái vị Tư Đà Hàm đó là ý nghĩa gì? Bởi vậy khi mà phẫn nộ nó khởi lên thì vị tu đầu quần còn có thể thốt ra cái lời nói, cái cử chỉ mà người ta đọc được là vị đó đang giận, đang bực. Nhưng mà đối với vị Tư Đà Hàm đó, thì lúc mà đang phản ứng với nghịch cảnh thì vị đó chỉ khởi lên thoát qua trong tâm thôi, chứ không có biểu hiện ra cái hành động, cử chỉ hay là ngôn từ. Đó là cái sự khác biệt mà ở trong bộ Patisamphida Magga tôn giả Sariputta thì đã giải thích một cách rõ ràng như vậy đó. Chúng ta cần phải hiểu điều đó, chứ nói là mụ lược hay là giảm nhẹ vô ái sân, chúng ta không biết là giảm nhẹ kiểu gì. Cho nên hôm nay chúng ta muốn trình bày để cho các Phật tử chúng ta học cho nó rõ một chút xíu. Rồi sau khi làm suy yếu dục ái và sân, cái vị Tư Đà Hàm này lại bào mòn cái chủng tử tái sanh. Thay vì bị tu đầu quần á, thì làm cho tuyệt chủng bốn đường ác đạo, nhưng mà cái sự tái sanh của người của trời thì còn có thể là du hành 6-7 kiếp khi sống. Nhưng mà đối với Tư Đà Hàm thì chắc chắn thì chỉ còn trở lại con dục giới này một lần nữa thôi. Cái đó là cái mức tối đa đó, trở lại khỏi dục giới một lần nữa sau khi mệnh trung. Như là con gái của cốc cô độc đắc quả Tư Đà Hàm, cao hơn cấp tu độc một bậc, cấp tu độc chỉ mới tu đầu quần thôi, cô ta đắc tới Tư Đà Hàm. Khi cô ta mệnh chung thì cấp tu độc cũng đứng ở
cạnh vườn, cạnh giường đó, thì nghe cổ nói vài lời từ biệt. Trong tối thì cổ gọi có cô độc bằng em, xưng là chị. Thì có cô độc cũng nghe ông tưởng đâu con gái của ông là gần chết, nó mê sảng hay cái gì đó. Đến chừng đêm câu chuyện đó trình bày Đức Phật, Đức Phật nói không, con gái của ông chứng quả Nhất Lai cao hơn ông một bậc, do đó cổ gọi như vậy. Có nghĩa là cái ý cổ là cổ báo cho biết là cổ đã đạt đến cái quả vị tu chức cao hơn chút đồng chị. Lúc đó ông có cô độc mới quan hỷ, mới biết được rằng là thì ra cô gái của mình hộ đạt đến thánh quả cao hơn. Thì chết cái kiểu đó đó, Vị Tu Đà Hàm mà mệnh chung kiểu đó thì còn tái sanh, nhưng mà tái sanh chỉ một lần nữa thôi chứ. Chứ kỳ thật thì vẫn có khả năng cái Vị Tu Đà Hàm đó chứng A Na Hàm rồi chứng A La Hán liền, chứng Tu Đà Quần, Tu Đà Hàm, A Na Hàm rồi chứng tới A La Hán ngay trong kiếp sống này, chứ không phải là nhất định phải là tái sanh một lần nữa. Không phải. Vì vậy cho nên đối với bậc Tu Đà Hàm đó, nó chia ra làm bốn hạng. Tức là đắc Tu Đà Hàm ở đây, sanh ở chỗ kia, rồi chứng đạo quả A La Hán, rồi niết bàn ở đó. Hoặc là đắc Tu Đà Hàm ở cõi trời, rồi sanh xuất cõi người một lần nữa, rồi đắc A La Hán ở đây luôn, niết bàn ở đây. Hoặc là đắc Tu Đà Hàm ở cõi này, rồi đắc luôn đến A La Hán cõi này, rồi viên tịnh niết bàn. Hoặc là đắc A Na Hàm, đắc Tu Đà Hàm ở cõi chư thiên, rồi đắc qua A La Hán cõi chư thiên niết bàn luôn. Cho nên bốn hạng. Cái này ở trong Thanh Tịnh Đạo nói rõ lắm thưa quý vị. Ở trong lớp này, trong lớp Phật học, lớp Phật Pháp của Thầy Tham Má thì vẫn có một số Phật tử là học viên của cái lớp Pháp của Kinh Chuyên Đề đã học Vi Diệu Pháp ngày hôm qua rồi. Nhắc lại thì quý vị hẳn nhớ rõ chứ, chứ đâu có quên. Rồi thưa quý vị, tiếp đến gọi là đạo quả thứ ba. Đạo quả thứ ba đó chúng ta gọi là tam đạo, tam quả, tát tư giác, mắt giác và tát tư giác phá lát. Vì là tầng thánh thứ ba cho nên mới gọi là tam đạo, tam quả. Nhưng mà tên gọi của bậc thánh thứ ba này thì gọi là Anagami, tức là Anaham, gồm có Anaham đạo và Anaham quả. Thì chữ đạo và quả đó, lúc đầu chúng tôi đã giải thích cho quý vị nghe rồi, bây giờ chỉ cần nói tổng quát như thế này. Bậc A Na Hàm được gọi là như vậy
chữ Anna, chữ Anna tức là đảo ngược của chữ Na là không. Còn chữ Agami tức là trở lại. Cho nên ghép lại thành Anagami tức là bất lai, tức là không có trở lại nữa. Hạng bất lai tức là hạng không trở lại nữa. Thì cái hạng bất lai đó, tuyệt trừ cả dục ái và sân và phẫn nộ. Khi mà dự chứng Tư Đà Hàm thì làm suy yếu dục ái và phẫn nộ, đến khi chứng đạt được quả Anaham, đạo quả Anaham thì tuyệt trừ luôn. Trong một câu chuyện Ngụ Ngôn được kể lại đó, là một bậc thánh, là một cử trí bị 10 tên giặc rượt đuổi, 10 tên cướp rượt đuổi. Người trí chạy đến bờ sông, dùng cái chiếc bè gần có 8 khúc gỗ, để lội đi, để bơi qua. Thì lúc đó 10 tên cướp họ cũng đeo đuổi theo sát. Khi mà đạt đến cái hòn đảo thứ nhất thì cái người này họ đã giết được 3 tên cướp là thân kiến và nghi dân công thủ, và đạt được cái quả vị, cái hải đảo thứ nhất là quả vị Tu Đà Hoàn. Chưa dừng lại ở đây, người ấy dùng chiếc bè này và chèo chống đi tiếp. Khi 7 tên cướp còn lại rượt theo thì người này đánh trọng thương 2 tên. Có nghĩa là làm suy yếu dục ấy và phẫn nộ, rồi đạt đến cái hòn đảo thứ hai. Thì thế thì còn lại 7 tên cướp, mà trong đó có 2 tên bị thương yếu rồi, còn lại 5 tên còn khỏe mạnh. Đến khi người này giết chết luôn 2 tên cướp bị trọng thương đó, đạt đến cái hải đảo thứ ba, tức là ám chỉ cái vị Anaham đã tuyệt trừ dục ái và sân hận, đạt đến quả vị Anaham. Và cái chuyện còn lại, cái tình tiết còn lại thì chúng ta nói sẵn. Quý vị chờ chúng ta chút xíu.
Chúng ta tiếp tục. Thì khi mà đắc chứng được đạo quả A-na-hàm đã tuyệt trừ dục ái và sân hận, thì cái vị thánh thứ ba này trừ luôn cả cái chủng tái sanh ở cõi dục. Chúng tôi nhắc lại là vị tu đầu quần thì phá vỡ được cái chủng tử tái sanh ác đạo khổ cảnh. Còn vị tu đà hàm thì phá vỡ cái chủng tử tái sanh cõi dục không quá một lần. Nhưng mà đối với vị A-na-hàm thì phá vỡ cái chủng tử tái sanh cõi dục giới hoàn toàn. Nếu ngay trong hiện tại mà chưa chứng A-la-hán, vị này sau khi mệnh chung, vị A-na-hàm sau khi mệnh chung sẽ không sanh trở lại cõi dục giới nữa, cõi người cõi trời dục giới, mà quá sanh được khỏi sắc giới. Nếu vị A-na-hàm mà không có thiền vẫn quá sanh về khỏi phạm thiên sơ thiền do cái mãnh lực của tam đạo tứ đạo. Ở trong chú giải nói gì? Còn nói chi là nếu vị đó đắc được sơ thiền thì quá sanh về khỏi phạm thiên sơ thiền. Nếu vị A-na-hàm ở đây đắc đạo quả và chứng được nhị thiền tam thiền thì sẽ quá sanh về khỏi nhị thiền sắc giới. Nếu đắc được tứ thiền thì quá sanh về khỏi tam thiền sắc giới, thiểu tịnh thiên, vô lượng tịnh thiên và biến tịnh thiên. Còn nếu như vị A-na-hàm ở dưới cõi nhân loại mà đắc được ngũ thiền sắc giới thì mệnh trung quá sanh về cõi tịnh cư xuất tha hòa sát, chứ không có ghé qua cái cõi quảng quả hay cõi vô tưởng, mà đi thẳng vào trong bảy cõi tứ thiền đó. Thì vị đó đi đắc ngũ thiền là đi thẳng vào năm cõi tịnh cư, nằm ở đó thì viên tịch, niết bàn viên tịch. Mà thường thường đó thì ở trong kinh mô tả thì chỉ nói đến trường hợp của vị A-na-hàm sau khi diệt tận năm hạ phần khí sử, vẽ hóa sanh về khỏi tịnh cư rồi niết bàn, thì chỉ nói vắn tắt như vậy thôi. Là chúng ta phải hiểu ở đây còn phân theo thứ bậc. Vị đó A-na-hàm chứng thiền, A-na-hàm không chứng thiền, A-na-hàm chứng nhị thiền, A-na-hàm chứng tam thiền, A-na-hàm chứng tứ thiền. Thì những vị A-na-hàm đó không có sanh cõi tịnh cư được,
mà chỉ sanh về cõi sơ thiền, ba cõi nhị thiền, ba cõi tam thiền mà thôi. Chỉ có A Na Hàm đắc hữu thiền thì mới sanh về năm cõi tịnh cư. Nhưng mà nói về cái vị A Na Hàm sanh được cõi tịnh cư đó, vị A Na Hàm, cái số phận của vị A Na Hàm đó cũng được phân hạng có năm. Quý vị nhớ dùm là Tư Đà Quần 3 hạng, Tư Đà Hàm 4 hạng, A Na Hàm 5 hạng và A La Hán 6 hạng. Cứ nhớ 3, 4, 5, 6 vậy đó. Cái đó là cái cách học mà để gì chúng ta luyện cái trí nhớ của mình. Bây giờ nói đến A Na Hàm thì có 5 hạng. Cái hạng thứ nhất được gọi là trung thọ viên tịch, Antara Parinipagi, tức là vị A Na Hàm đó sẽ lên cõi một trong năm cõi tịnh cư, rồi đắc A La Hán khoảng giữa đời trở lại. Thí dụ như đời sống của vị đó là 500 tuổi, tuổi thọ trái đất 500 tuổi, thì sanh lên chỉ vài 5 tuổi, hay là đến 250 tuổi là đã chứng A-la-hán rồi. Cho nên gọi là Antara Nipaji, Parinipaji, trung thọ viên tịch. Còn cái hạng thứ hai đó là có hạng A Na Hàm sẽ lên cõi tịnh cư, một cõi tịnh cư nào đó rồi phải quá nửa đời sắp chết mới đắc A La Hán, thì hạng này được gọi là Upahaccha Parinipagi, là mãn thọ viên tịch. Còn có hạng A Na Hàm sanh lên cõi một cõi tịnh cư, đắc chứng dễ dàng, không cần sự trợ lực, nghĩa là muốn đắc chứng lúc nào cũng được. Hạng này gọi là Asankhara Parinipagi, vô trợ viên tịch. Rồi trong tiếng Hán gọi là vô hành ban niết bàn đó. Cái này nó xài chữ Hán khó, cho nên chúng tôi xài qua cái nghĩa Hán Việt luôn. Vô trợ viên tịch. Còn có hạng A Na Hàm sanh lên cõi nào ở trong năm cõi tịnh cư, và vị ấy chứng A La Hán rất là khó, phải rất gắng sức, phải có trợ lực, nghĩa là phải bổ túc tính quyền, tấn quyền, quyền định, quyền tự quyền, như vậy thì mới chứng đắc A La Hán.
hạng này gọi là Sasankhara Parinipaji, là hỗ trợ Niết Bàn. Và thứ năm là có hạng Anaham, sanh lên cõi tịnh cư rồi tự, nhưng mà đi thứ lớp là từ cõi vô phiền thiên qua đến cõi thứ hai là vô nhiệt thiên, rồi sanh lên cõi hiện thiện hiện thiên, sanh lên cõi thiện thiên kiên, thiện kiến thiên, rồi đến sát cứu cánh thiên, đi từng bậc như vậy hết năm cõi tịnh cư mới đắc A La Hán. Hạ này được gọi là Uttansota Kanithagami, thượng lưu sắc thu cánh. Đó là năm hạng A La Hán. Thì ở đây thưa quý vị, cái hạng Tu Đà Vương, Tu Đà Hàm và chữ A Na Hàm đó, ba hạng này được gọi là thánh hữu học, gọi là Sekha và thánh hữu học. Ở đây nó có hai từ mà quý vị phải chú ý. Cái này chúng ta học Pali chút xíu. Chữ xét khác, hai chữ ca đó, chữ xét khác. C khác, C khô. Cũng là hữu học hết. Nhưng mà chữ xét khác ở đây đó, xài cho cái chữ, thí dụ như nói xét khác thầm á. Thì chúng ta gọi là pháp hữu học. Nhưng mà khi chúng ta nói bậc hữu học thì chúng ta phải xài chữ xê khác xê khác quốc lá là bậc hữu học. Nói vậy thôi chứ quý vị đâu có nhu cầu để học Pali đâu. Cho nên làm sao quý vị có thể nhớ được quên hết. Chúng tôi rất là uổng tiếc thưa quý vị. Cho đến bây giờ chúng tôi gần mãn cuộc đời mà chúng tôi tìm truyền nhân để mà trao truyền lại Pali. Cũng không có. Mặc dù dạy học trò thì nhiều, nhưng mà họ học xong rồi họ không có duyên, họ không có hiểu, không có nắm vững đến nơi đến chốn. Cho nên bây giờ ế ẩm quá, bây giờ gặp Phật tử thì cứ tặng cho quý vị vài chữ đọc chơi cho vui vậy. Không sao cả, chúng tôi nguyện làm duyên để đắc tuệ phân tích trong tương lai. Còn cái chuyện bây giờ có người hay không có người không biết.
Bây giờ chúng ta trở lại với đạo quả sau cùng, tức là tứ đạo tứ quả, Chattuttha-maggā và Chattuttha-phalā. Được gọi tứ đạo tứ quả là vì đạo quả này là đứng xếp vào hàng thứ tư nhưng mà tên gọi của đạo quả đó gọi là Arahatta-maggā, Arahatta-phalā. Cũng như chúng tôi đã nói với vị chữ Arahatta nó khó dịch nghĩa lắm. Thật ra thì khi mà đọc âm chữ A-la-hán, nếu mà gọi là Arahatta mà âm là A-la-hán không đúng. A-la-hán mới âm là A-la-hán. Mà khổ nổi khi mà người ta tạo âm, người ta chỉ âm theo chủ cách thôi. Arahan sama sambuddho vicca charana sambandho v.v. thì chữ Arahan từ cái hiện tại phân từ Arahanta và chia chủ cách gọi là Arahan, thì Arahanta hay Arahan chúng ta mới âm là A-la-hán. Còn chữ Arahatta thì chúng ta đọc là, nếu đọc âm Arahat, Arahat chúng ta hết A-la-hán, A-la-hát. Bây giờ mà chúng ta đọc âm cái chữ, gặp chữ nào chúng ta âm chữ đó thì giờ đọc chắc người ta nghe, người ta nói là chúng ta sai. Cái thời kỳ nó ngộ lắm thưa quý vị. Cái thời kỳ bây giờ dầu cho sai, nhưng mà 1000 người sai thì người ta cũng trở thành đúng. Còn nói đúng nhưng mà chỉ có một người mình đúng thôi thì ta cũng cho thiên hạ cũng cho là sai. Cho nên bây giờ thôi thì ai sao tôi vậy, ai đọc bậy tôi cũng đọc theo vậy. Thì trở lại vấn đề đó, thì chỗ này đó, chúng tôi xài cái từ rất thường xài là chữ ưng cúng, từ chữ Arahanta tức là Arahati, là bậc xứng đáng cúng dường, cho nên gọi là đạo quả ưng cúng. Đạo quả ưng cúng thì trong 10 ký sử còn lại đó, trong 10 ký sử thì 5 ký sử còn lại gọi là thượng phần ký sử. Tức là cái nhóm dây trói buộc mà cao đẳng, cao cấp hơn, tinh vi hơn. Tức là sắc ái, vô sắc ái, mạng, phóng dật và vô minh. Thì đạo quả A-la-hán là tuyệt trừ 5 cái thượng phần ký sử này. Đến đây thì vị đó đã hoàn toàn tuyệt trừ 10 ký sử. 3 ký sử đầu tiên đã tuyệt trừ ngay từ khi vị ấy chứng Tu Đà Vờn. 2 ký sử kế tiếp
dục ái phẫn nộ thì đã làm suy giảm lúc mà chứng Tư Đà Hàm, và khi đạt đến quả vị A Na Hàm thì vị đó đã hoàn toàn tuyệt trừ năm hạ phần kiến xứ. Cho đến khi chứng A La Hán thì tuyệt trừ năm thượng phật kiến xứ, và như vậy thì hoàn toàn là đã mất đi 10 kiến xứ. Đến đây thì chúng tôi kể lại cái câu chuyện, kể tiếp cái câu chuyện khi nãy, là người kia khi đạt đến cái hải đảo thứ ba và đã giết được năm tên cướp, bị đã tiếp tục dùng chiếc bè tám cú gỗ, tức là bè Bát Chánh Đạo, để chèo chống đến cái hải đảo thứ tư. Thì ngay lúc đó năm tên cướp còn lại rượt theo tới nơi, năm tên cướp còn lại ví dụ như là năm cái thượng phần ký sự, thì người này đã tiêu diệt luôn cả năm tên cướp này và lên đảo thứ tư được an toàn. Và đó là đảo thứ tư, nhưng thật sự đó là đất liền. Vị này đã thoát khỏi cái sự rượt đuổi của 10 tên cướp, đã bước lên bờ và đi thẳng mất dạng, là vì đó viên tịnh niết bàn. Và cũng chính vì vậy mà cái đạo quả A La Hán này còn được gọi là vô sanh. Và cũng chính vì ý nghĩa một vị A-la-hán cũng giống như là người đã hoàn toàn giết sạch 10 kẻ thù kiết sử, cho nên mới gọi là sát tặc. Thì chữ A-ra-hát-tá đó, hay là chữ A-ra-hán-tá, thì nếu mà dịch là chữ sát tặc thì phải phân từ ra là chữ A-ri là kẻ thù. Quý vị có học Pali, quý vị có học Pali chứ chúng tôi đâu có học lớp đó đâu mà. Nhưng mà chúng tôi nhắc lại thì quý vị chắc nhớ chứ A-ri là kẻ thù. Vì nhớ không? A-ri là kẻ thù, A-hí là con rắn, mà A-xí là thanh gươm. Quý vị cứ nhớ như thế. Thì chữ A-ri hành tá, A-ri hành tá thành A-ra hành tá, tức là sát tặc. Do cái câu chuyện mà bị người trí đó vượt qua điểm cả, cuối cùng giết xong 10 tên cướp rồi mới lên trên bờ, 10 kẻ thù lên trên bờ, không còn kẻ thù rượt đuổi đâu. Và khi lên bờ đi mất dạng, tức là ám chỉ vị A-la-hán viên tịnh niết bàn, không còn sự tái sanh luân hồi nữa, tìm không thấy dấu vết. Như cái câu chuyện mà tỳ khưu vô thác, tỳ khưu cô thích cát tu hành trong suốt 13 năm, mà không đắc chứng được đạo quả gì hết. Vị cảm thấy thất vọng, nghĩ rằng chắc có lẽ là mình đời này kiếp này không có duyên
tu hành để chứng đắc được thánh đạo thánh quả. Vì đó nản quá cho nên quyết định là dùng cái dao cạo tóc để mà cắt cổ tự vẫn, tự sát. Và khi mà cái lưỡi dao cứa lên cổ, gần đứt cổ họng, gần đứt cổ họng, nhưng mà đi ngang qua cái động mạch chủ, máu ra nhiều quá, thì lúc bấy giờ vị này đang hoàn hoại mà vẫn giữ được chánh niệm do tu tập thuần thục, giữ chánh niệm và phát triển minh sát tuệ vipassana nhàn á, quán vô thường khổ vô ngã. Thì ngay khi đó vị này chứng đạt liên tục đạo quả tu được quần tu đà hàm a la hàm rồi tới a la hán luôn. Thì vừa khi chứng a la hán xong, vừa kịp phản kháng phiền não, phản kháng đạo quả niết bàn đã chứng, thì vị đó viên tịnh niết bàn, gọi là đắc đạo tột mạng chi quật tắc samasi si vị thích đắc đạo tột mạng. Thì lúc bây giờ thưa quý vị, ác ma nó theo dõi từ đầu cho đến cuối. Khi từ khi mà vị tỳ kheo Thi Cá này chán nản, rồi cho đến khi vị này quyết định tự sát, cho đến khi cắt cổ, thì ác ma theo dõi hết. Nhưng mà đến khi vị này vừa đắc đạo tột mạng thì viên tịnh niết bàn, vô dư niết bàn, thì lúc đó ác ma không tìm thấy cái chỗ tái sanh của vị đó, ác ma mới biến thành cái luồng khói đen và cái luồng khói đó nó bay bay chung quanh cái tỉnh thất chỗ vị đó nằm, không thấy. Lúc bây giờ Đức Thế Tôn ngài cùng với chúng tỳ kheo đi đến trú xứ của tôn giả Gotika và ngài chỉ rằng: này các tỳ kheo, các ngươi có thấy cái luồng khói đen đó đó không? Bạch Thế Tôn, con có thấy đó là ác ma đang cố tìm cái sự tái sanh của tỳ kheo Gotika. Nhưng này các tỳ kheo Gotika đã chết trong cái chết không có lỗi lầm, vì vị ấy đã đoạn tận phiền não trước khi mệnh chung, cho nên không còn để lại dấu vết tái sanh, thì ác ma sẽ thất vọng không tìm thấy. Thưa quý vị, một vị A-la-hán khi đã viên tịch niết bàn, vô dư ý niết bàn đó, không để lại cái dấu vết, nghĩa là không còn bị bánh xe sanh tử luân hồi nó quay cuồng nữa, gọi là phá vỡ bánh xe luân hồi. Chữ Araka tức là cầm xe luân hồi, 12 cầm xe là vô hành thức, danh sách, lục nhập, xúc thọ, ái thủ hữu, sanh lão tử. 12 cầm xe đó nó kết nối lại thành ba luân hồi, nghiệp luân hồi, phiền não luân hồi, nghiệp luân hồi và vả quả luân hồi. Thì vị này phá tan cái cầm xe, phá tan 12 cầm xe đó, phá vỡ, đập vỡ bánh xe đó. Cho nên không còn luân hồi nữa mới gọi là bậc vô sanh, chữ Arahatta. Nếu mà chúng ta xài chữ Arahatta với chữ Hành Tá đó, thì nó thành cái chữ vô sanh là như vậy.
thì vị A-la-hán được gọi là bậc ưng phúc, bậc sắc tặc, bậc vô sanh, cũng nằm ở trong cái nghĩa, cái danh từ A-ra-hát-tá, A-ra-hán-tá, mà Ngài Phật Thích Khô Xá trong tác phẩm Thanh Tịnh Đạo Ngài đã giải thích rõ cái ý nghĩa này. Thì thưa quý vị, đó là đạo quả thứ tư trong bốn đạo bốn quả của cái tâm siêu thế. Nhưng mà tâm khi mà chúng ta nói hẹp á, thì chúng ta nói có 89 thứ, mà nói rộng thì 121 thứ. Vì sao lại có cái con số 89 và con số 121? Nó chênh lệch 32 số. Là bởi vì tâm đạo hay là thiện siêu thế đó, nói tóm tắt thì có bốn bậc là đạo sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, tứ đạo, tu được quần tu đà hàm, a na hàm, a la hán. Nhưng mà khi tính theo bậc thiền chứng mà vị đó chứng thì có sơ đạo sơ thiền, sơ đạo nhị thiền, sơ đạo tâm thiền, sơ đạo tứ thiền, sơ đạo ngũ thiền. Rồi bậc nhị đạo thì có nhị đạo sơ thiền, nhị đạo nhị thiền, nhị đạo tâm thiền, nhị đạo tứ thiền, nhị đạo ngũ thiền. Rồi tam đạo thì có tam đạo sơ thiền, tam đạo nhị thiền, tam đạo tâm thiền, tam đạo tứ thiền, tam đạo ngũ thiền. Rồi tứ đạo thì có tứ đạo sơ thiền, tứ đạo nhị thiền, tứ đạo tâm thiền, tứ đạo tứ thiền, tứ đạo ngũ thiền. Như vậy thì thành năm bậc thiền nhân cho bốn đạo thì gọi là 20 tâm đạo, gọi là 20 tâm thiện, thiện siêu thế. Cho nên thiện siêu thế đó, chúng ta nói gọn là 4 hoặc là 20 thì nó trên là đỡ 16. Còn tâm quả siêu thế của vị nói gọn thì có 4, tức là quả sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả, tức là quả tu được quần, tu đà hàm, quả a na hàm, quả a la hán. Nhưng mà nói rộng thì có sơ quả sơ thiền, sơ quả nhị thiền, sơ quả tam thiền, sơ quả tứ thiền, sơ quả ngũ thiền. Nhị quả thì có nhị quả sơ thiền, nhị quả nhị thiền, nhị quả tâm thiền, nhị quả tứ thiền, nhị quả ngũ thiền. Tam quả thì có tam quả sơ thiền, tam quả nhị thiền, tam quả tam thiền, tam quả tứ thiền, tam quả ngũ thiền. Tứ quả thì có tứ quả sơ thiền, tứ quả nhị thiền, tứ quả tam thiền, tứ quả tứ thiền và tứ quả ngũ thiền. Như vậy thì tam quả siêu thế nói hẹp là có 4, mà nói rộng tới 20 cũng trên lệch 16. Như vậy thì nó tổng quát là tâm siêu thế nó hẹp đạo quả thì có 8, mà nó rộng tới 40. Do đó cho nên từ cái 8 mà chuyển thành 40 thì nó trên lệch 32 số. 8 cộng 32 thì ra 40. Và chính vì vậy cộng với 81 tâm hiệp thế nữa, thì 81 tâm hiệp thế cộng với 8 tâm siêu thế nó hẹp thì thành 89. Nếu như 81 tâm hiệp thế mà cộng với 40 tâm siêu thế nó rộng thì chúng ta có 121. Thì đó là cái cách mà chúng ta học để chúng ta tính. Thì chúng tôi cũng hy vọng rằng là bài học không đến nỗi khó để cho Phật tử chúng ta tiếp thu, không đến nỗi khó để tiếp thu. Và chúng tôi cố gắng, chúng tôi trình bày trong khoảng 2 giờ đồng hồ về cái bài học Thắng Pháp, nói về cái tâm siêu thế. Thì quý vị thấy trong 2 tiếng đồng hồ mà chúng tôi trình bày 40 tâm siêu thế như vậy đó,
Thì như vậy cũng đâu phải là, đâu phải là nó quá khó, khó khăn để cho Phật tử chúng ta học để tiếp thu đó. Cho nên cái chuyện mà chúng ta học, chúng ta tiếp thu được bài không, là do cái trí tuệ chúng ta có cái tư duy, chứ không phải là do cái bài học. Thưa, hay là ít, một ngày mà chúng ta chỉ học có, hôm nay 2 tiếng đồng hồ chỉ học có tâm đạo, tâm sơ đạo, rồi tuần sau học tâm sơ quả, thì như vậy là thưa quý vị là chúng ta học tới 8 tuần lễ, 2 tháng chúng ta mới xong tâm sơ thế, thì mất thời gian quá. Cho nên quý vị cố gắng như vậy. Và bây giờ thì đến đây nó cũng vừa với thời gian, và chúng tôi cũng vừa kiệt sức, cho nên chúng tôi kết thúc ở đây. Bây giờ thì xin mời Phật tử MC lên hội phước và đúng rừng, kính chúc chư tôn đức được mọi sự an lành, kính chúc các Phật tử chúng ta được an lành, khỏe mạnh vượt qua cái mùa dịch Covid này. Nam mô Bụt Thầy. Mời, xin mời cô Metta về nhà. Dạ, sa thú lành thay, chúng con thành kính lãnh lễ và tri ân thượng tọa thầy sư. Dạ, sa thú lành thay, con Metta về nhà, thay mặt đại chúng trong rừng, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy những giáo nghĩa vi diệu của Đức Phật để toàn thể chúng con được lắng nghe, ghi nhớ và hành trì trong tôn chỉ không làm các ác nghiệp, không tu các hạnh lành, thanh tịnh hóa tâm ý như lời chư Đức Phật dạy. Kính cảm ơn quý ốc đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức và quý hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Thế Tôn. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức Đà Lạt kết chuyên lành giải thoát. Nguyện hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Thầy.